thưa cộng đoàn Các tác giả phúc âm ghi lại ba cuộc truyền tin. Cuộc truyền tin thứ nhất trong Tin mừng Thánh Luca, sứ thần Gabriel đến để truyền tin cho ông Zacaria là người cha sinh ra Joan Tẩy Giả. Cuộc truyền tin thứ hai cũng trong Tin mừng Thánh Luca ghi lại cuộc gặp gỡ giữa sứ thần Gabriel và đức trinh nữ Maria ở thành Nazareth. Cuộc truyền tin thứ ba do thánh Matthew ghi lại mà chúng ta vừa nghe, đó là cuộc truyền tin giữa sứ thần và thánh Giuse người thợ mộc thành Nazareth. Đặt một bên cuộc truyền tin với Zacharia. Chúng ta hãy so sánh cuộc truyền tin với Đức Maria và với Thánh Giuse. Chúng ta thấy có nhiều điểm tương đồng và có nhiều điểm khác biệt. Trước hết hãy nói đến những điểm tương đồng. Nội dung sứ điệp mà sứ thần có trách nhiệm truyền tải đó là ngôi hai Thiên Chúa làm người mà Đức trinh nữ Maria, thiếu nữ thành Nazareth đã cưu mang trong lòng và sẽ sinh hạ người là đấng cứu thế, người là đấng đem ơn cứu rỗi cho trần gian, người là đấng thuộc dòng tộc David. Đó là điểm tương đồng lớn nhất. Tuy vậy chúng ta cũng thấy có nhiều điểm dị biệt. Nếu Đức Maria trong giây phút truyền tin được trình bày như một thiếu nữ đạo đức đang chìm trong suy tư cầu nguyện thì Thánh Du Xe lại trong một giấc mơ lo lắng, dằn vặt, buồn phiền, hoang mang và sợ hãi. Nếu Đức Maria trong cuộc gặp gỡ với Sứ Thần Gabriel khi nghe nói ngôi lời nhập thể mà bà cưu mang sẽ là Thiên Chúa, sẽ cưu mang là Thiên Chúa cứu độ, Maria đã hỏi lại việc ấy xảy đến thế nào vì tôi không biết đến người nam thì đối với du xe du xe đã thừa hành những gì mà chúa nói như là một người tôi tớ trung thành hoàn toàn tuân phục tin tưởng và phó thác vào thiên chúa nếu maria là người được thiên chúa trao phó và mời gọi cộng tác trong việc mang thai và sinh hạ đấng cứu thế trước mặt người đời Maria là người mẹ hợp pháp và trước mặt Thiên Chúa, Maria cũng là mẹ sinh ra đấng cứu thế thì đối với Thánh Giuse chỉ là một người cha theo pháp luật pháp lý mà thôi, chứ không phải là người cha sinh học theo như quan niệm của con người. Chính vì thế mà hai cuộc truyền tin này được trình bày vừa giống nhau vừa khác nhau. Đồng thời muốn khẳng định cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã làm những điều kỳ diệu và mời gọi con người cùng cộng tác với Ngài để cho những điều kỳ diệu ấy được thực hiện trong cuộc đời. Trong giấc mơ mà Thánh Matthew ghi lại chúng ta vừa nghe, Thiên Chúa muốn nói với Thánh Giuse điều gì? trước hết thiên chúa muốn khẳng định rằng du xe dù chỉ là con người dù chỉ là bác thờ mộc dù chỉ là con người tầm thường nhưng được mời gọi cộng tác với thiên chúa trong mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm cứu độ đương nhiên thiên chúa có thể dùng một ngón tay có thể phán một lời nói để cứu độ con người nhưng mà trong lịch sử thiên chúa đã chọn giải pháp đó là sai con của ngài nhập thể làm người trở nên con người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi chịu đau khổ chịu chết trên thập giá để cứu độ trần gian để thực hành công của ấy thiên chúa mời gọi con người hãy cộng tác với chúa những người được mời gọi cộng tác đó là trinh nữ maria là thánh cả giuse qua cuộc truyền tin sứ thần từ trời đến nói với du xe điều ấy để khẳng định rằng mặc dù ông nhỏ bé mặc dù âm thầm ông tầm thường nhưng thiên chúa lại mời gọi và tròn ông để rồi ông cùng cộng tác với chúa làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống của con người điều thứ hai sứ thần muốn nói với du xe qua giấc mơ qua thị kiến và qua sứ điệp đó là ông được mời gọi hãy nhìn cuộc đời với một cái nhìn mới hãy nhìn những sự kiện xảy ra xung quanh mình với một cái nhìn mới cái nhìn của thiên chúa cái nhìn đầy từ tâm đầy bao dung bởi lẽ nếu xét theo con người thì du không thể nào đón nhận maria về nhà mình được hơn ai hết ông du biết cái thai nhi ở trong lòng trinh nữ maria không phải là tác phẩm của mình nếu đón Maria về, ông sẽ phải chấp nhận rất nhiều những lời thị phi. Chính vì thế mà ông dằn vặt, ông lo lắng, ông hoang mang, không biết mình phải làm thế nào. Và ông đã có ý định từ bỏ Maria một cách âm thầm nhẹ nhàng. Để rồi... Mặc dù trước mặt người đời ông sẽ bị người ta phê phán bởi lẽ ông đã đính hôn với Maria mà bây giờ ông lại từ bỏ người phụ nữ mình đã đính hôn. Ông vừa hoang mang lo sợ, nhưng mà ông cũng rất tôn trọng và tin tưởng nơi Maria là một người thiếu nữ đạo hạnh, là một người thiếu nữ mà ông tin chắc rằng đó là một người thiếu nữ sống đẹp lòng Chúa. Chính vì vậy qua cuộc đối thoại, qua giấc mơ giữa sứ thần với Giuse, ông được soi sáng mời gọi để nhìn những biến cố xung quanh mình. Với một lăng kính mới, với một cái nhìn mới, cái nhìn đức tin, cái nhìn của Thiên Chúa, mặc dù phải chấp nhận nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Điều thiệt thòi đầu tiên đó là Giuse đón Maria về nhà mình, mà mặc dù ông biết chắc chắn rằng thai nhi trong lòng Maria không phải là tác phẩm của mình. Giuse đã nhìn vấn đề, nhìn cuộc đời, nhìn những biến cố xảy ra xung quanh với một cái nhìn mới để rồi ông biết rằng từ nay ông đi vào trong chương trình của thiên chúa ông đang được mời gọi công tác với chúa và những gì ông làm là ông làm theo thánh ý chúa ông tin chắc rằng thiên chúa sẽ ở với ông cuộc gặp gỡ giữa sứ thần với du xe cũng tạo cho ông một niềm tin thác thưa quý ông bà và anh chị em tác giả thánh mát đã kết thúc trong bài Phúc Âm hôm nay khi tỉnh dậy, Giuse đã đón vợ mình về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh con trai đầu lòng. Giuse đã tìm được qua thị kiến ấy tâm tỉnh phó thác và phó mình cho Thiên Chúa hành động, cho Thiên Chúa làm việc bởi lẽ ông xác tín rằng mình chỉ là một dụng cụ trong cánh tay Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta thấy kết thúc hai cuộc truyền tin có điểm giống nhau đó là một cái kết thúc rất đẹp. Một cái kết thúc nói lên ý kiến sáng kiến của Thiên Chúa và sự đáp trả của con người. Sự đáp trả của con người biết trước rằng sẽ có nhiều hệ lụy, sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng Maria thưa, này tôi là tôi tới Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Giuse từ khi tỉnh dậy đã chấp nhận đón Maria về nhà mình. Hai sự vâng phục được diễn tả bằng hai cách khác nhau nhưng cùng có một nội dung giống nhau, đó là cả Maria cả Giuse đều sẵn sàng để cho Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đời mình miễn là thánh ý của Chúa được thực hiện. Kính thưa cộng đoàn dân lễ kính thánh du xe hôm nay chúng ta vừa chiêm ngắm cuộc đời của thánh cả đồng thời chúng ta cùng học nơi thánh cả những điều tốt đẹp chính mỗi chúng ta dù là giáo sĩ tu sĩ hay giáo dân dù là người ở thành phố hay người ở nông thôn dù là người nghèo hay người giàu chúng ta cũng đang được mời gọi cộng tác với chúa để làm cho chương trình của người được thực hiện chương trình của chúa là gì Chương trình của Chúa là cứu độ con người. Chương trình của Chúa là đem cho con người hạnh phúc, là xây dựng một thế giới huynh đệ, nước cha chỉ đến như chúng ta vẫn cầu nguyện trong kinh lạy cha. Đức Giêsu ước mơ một thế giới này sẽ trở nên một đoàn chiên, chỉ có một Chúa chiên là chính bản thân người. Ước mơ ấy Chúa trao phó cho chúng ta, những người nam và người nữ, những người sống bậc tu trì cũng như những người sống bậc trần gia đình để cùng với ngài làm cho giấc mơ ấy được thực hiện chính vì thế cũng như thánh du xe đã gặp gỡ sứ thần trong thị kiến ngày hôm nay chúa đang mời gọi chúng ta hãy cộng tác với chúa chúa cũng đang mời gọi chúng ta hãy nhìn những sự kiện xảy ra xung quanh cuộc đời mình với một lăng kính mới là lăng kính của đức tin không phải lăng kính thù hận không phải lăng kính trần tục không phải lăng kính tạm thời nhưng là lăng kính của đức tin với cái nhìn của chúa vừa thấm đẫm yêu thương mà vừa tràn đầy niềm hy vọng khi nói đến điều này thưa quý ông bà và vợ anh chị em chúng ta liên tưởng tới bối cảnh xã hội ngày hôm nay khi mà cả thế giới hoảng loạn lo lắng trước đại dịch Covid-19. Có nhiều nhà chuyên, chuyên viên y tế và các nhà khoa học đang nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm ra các loại thuốc có thể chữa lành bệnh này. Và chúng ta cũng cầu xin Chúa để tác động xin Chúa ban ơn soi sáng để những nhà khoa học và những người có trách nhiệm trong mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực y khoa, có thể tìm ra phương thuốc chữa lành con người khỏi đại họa, khỏi thứ bệnh mà gây chết người một cách nhanh chóng. Đối với chúng ta là những người tin Chúa, khi chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Du Xe, khi mừng kính Thánh Du Xe trong Thánh lễ này, chúng ta cũng được mời gọi nhận ra những dấu chỉ thời gian, những dấu chỉ của thời gian qua của biến cố này. Công đồng Vatican thứ hai nói với chúng ta, Ngày xưa Thiên Chúa liên lạc với con người qua những thị kiến, qua những ngôn sứ và qua các tổ phụ, như chúng ta vừa thấy trong trường hợp qua thị kiến đối với thánh Giê-xe. Ngày hôm nay Thiên Chúa không liên lạc, không tác động đến lịch sử qua bằng hình thức ấy nữa, nhưng mà con người có thể nhận ra thánh ý của Chúa qua những dấu chỉ của thời đại. Dấu chỉ của thời đại là gì? là chúng ta có thể nhìn xuyên qua những nhân vật, những câu chuyện, những con người, những biến cố, những sự kiện để chúng ta thấy ở đó có thông điệp mà Chúa muốn gửi cho chúng ta. Có thể đó là một biến cố, một sự kiện tốt lành, có thể đó là một sự kiện đem lại niềm vui, nhưng cũng có thể đó là một biến cố, một sự kiện đem lại sự đau thương bởi vì qua đó chúng ta nhận ra thông điệp của Chúa, giáo huấn của Chúa và chúng ta rút ra được những bài học sâu sắc cho cuộc sống của con người. Đương, khi, đương nhiên khi chúng ta nói như thế, chúng ta phải khẳng định rằng Covid 19 không phải là hình phạt của Thiên Chúa như nhiều người đang nói, bởi vì Thiên Chúa từ bản chất của người là thánh thiện, là thương xót, là tốt lành không bao giờ Thiên Chúa là tác giả của sự giữ. Thiên Chúa đã phán trong cửu ước ta không muốn cho kẻ gian ác phải chết, nhưng ta muốn cho nó được sống. Chúa Giêsu, Thiên Chúa sai con của người đến trần gian để cho con người được sống và sống dồi dào như chính Chúa Giêsu đã khẳng định như vậy trong tin mừng Thánh Gioan. Chính vì thế mà đại dịch không phải là hình phạt của Thiên Chúa như nhiều người tưởng. Mặc dù người ta chứng minh ngày nay con người nổi loạn chống lại Thiên Chúa rất nhiều. Như chúng ta biết ở Trung Quốc những một vài tháng gần đây người ta phá nhiều nhà thờ lắm. Người ta phá nhiều nhà thờ lắm. Và người ta còn đang có nguy cơ ông Tập Cận Bình đang yêu cầu là phải dịch lại Kinh Thánh theo cái nhìn cộng sản. Nhưng mà cái đó mặc dù nổi loạn chống lại Thiên Chúa nhưng mà Thiên Chúa không phải là một con người tầm thường cố chấp để mà trả thù vì vậy khẳng định những sự giữ xảy đến không phải là hình phạt của thiên chúa tuy vậy qua những biến cố này chúng ta nhìn thấy những dấu chỉ của thời đại gửi gắm những thông điệp phải chăng con người đã đi quá xa trong việc mà nhận định giới hạn của mình để muốn phủ nhận thiên chúa muốn lên ngang hàng với thiên chúa đây là cám dỗ ở khởi đầu lịch sử phải chăng con người đã sống không có trách nhiệm đối với thiên nhiên đối với vũ trụ phải chăng con người đã coi thường phẩm giá của mình khi mà nghiên cứu thai nhi nghiên cứu phôi thai giết người hàng loạt phá thai mỗi năm con số kỷ lục và đồng thời đã có những cái tư tưởng sản xuất con người chọn lựa giới tính chọn lựa gen để có những con người hoàn hảo phải chăng con người đã đi quá giới hạn của mình cũng có chúng cũng phải kể đến những À, coi thường về luân lý, về đạo đức trong đời sống gia đình Trong đời sống tính dục Khi người ta sống buông thà và coi nhẹ những chuẩn mực đạo đức truyền thống Vậy nhìn những dấu chỉ thời đại ấy Để chúng ta được mời gọi sống tốt hơn trước mặt Chúa Cảm nhận sự mỏng manh của thân phận con người Và đồng thời sống trong sạch hơn Sống trung thủy hơn Sống có trách nhiệm hơn và sống quan tâm đến môi trường, quan tâm đến người khác hơn. Phải chăng đó là những thông điệp mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho chúng ta? Kính thưa cộng đoàn, bài sách thánh thứ hai nói với chúng ta về một nhân vật, đó là ông Abraham. Tác giả nói rằng vào lúc tuyệt vọng nhất, ông vẫn tin tưởng vào Chúa. Vào lúc tuyệt vọng nhất, ông vẫn tin tưởng vào Chúa. Đó là khi mà ông đã tuổi cao rồi mà sứ thần nói với Chúa ông sẽ sinh một con trai. Bà vợ nghe thế bật cười vì thấy không bình thường. Nhưng mà Abraham tin vào Chúa và ông tin rằng những gì Chúa phán sẽ thành hiện được. Chính vì thế mà ông được gọi là người công chính. Ngày hôm nay chúng ta dâng lễ kính thánh Giuse, chúng ta cũng van nài lòng thương xót của Chúa và nhờ lời cầu bầu của thánh giuse, những gì mà con người tưởng không thể làm được, chúa vẫn làm được bởi vì thiên chúa là cha yêu thương nhưng mà cũng là thiên chúa quyền năng là đấng muốn điều tốt lành cho con người. chúng ta hãy chạy đến với chúa để cầu xin lòng thương xót của chúa với niềm xác tín như niềm xác tín của abraham, như niềm xác tín của đức trinh nữ maria và như niềm xác tín của thánh giuse. chúng ta tin tưởng rằng sự tốt đẹp sẽ đến với thế giới đến với nhân loại và đến với mỗi người chúng ta. Amen.